Hai mọi người, lại là tôi đây. Sáng nay chúng ta sẽ ăn món phở bò mọi người, phở Tây Nam Dương Gang mọi người, phở thập cẩm mọi người, phở đầy đủ, nước chấm tương đen, tương đỏ, sa tái, chanh mọi người, chanh ớt, uống có cà phê mọi người, cà phê đen đá. Đây mọi người, phở mọi người, phở thập cẩm mọi người, phở bò, phở bò Tây Nam Dương Gang này, lê phê đen đá mọi người. Nước chấm có tương đen, tương đỏ, sa tế với chanh mọi người, chanh ớt. Muỗng mọi người, đổ mọi người. Mời mọi người vô, mời mọi người ăn sáng, mọi người ăn sáng uống phê, làm buổi sáng mọi người. Ở đây có giá mọi người, giá ngò gai mọi người, ăn nó giòn giòn mọi người. Dùng quế nó thơm thơm với mò ơm mọi người, ngò ơm á, dập chân món kho bò phải có ngò ơm mọi người, ngò ơm. Nạm nó ăn vàng, có nó vàng vàng mỡ mỡ mà chơi vàng mềm mềm mà. Nói nghe không? Ăn ngon mọi người. Rồi đang ăn không? Phải của hai ông bà già mọi người bán trong hẻm. Chưa được Ba Đình mọi người. Cầu Nguyễn Tri Phương.
Rồi lần làm liên thi nhà hai đường luôn rồi. Lần đầu tiên không phải phải đó mà. Ăn thấy ngon rồi. Bán rẻ nhưng mà mình nhá mấy ngàn bằng bằng cơm luôn. Bán cũng nhiều luôn. Còn ăn chưa phải thập cẩm. Nó đầy đủ muốn ăn gì cũng có. Nhưng mà đón nhắn tiền mọi người. Con quá muốn vũ lo đi ăn hoài cái chứ còn nếu mà nói ăn lần đầu tiên hình như chơi dàm em nghe không có bấn thở mà. Nhưng mà đó ăn không thấy ngon mà. Nhưng mà đó nấu cho hơi bọ mà. Tôi chơi dàm mọi người. Không nhớ rõ lắm rồi. Cố gắng mình ngon ngon giờ mình lại đó dở mọi người không biết giữa nước lạnh đúng rồi cái tô này kia nó bị hồi sao này ta nó giữ nước ấm ấm rồi. Nó mới hết mùi rồi. Nước lạnh nó bình thường mà trong hai nước đã lạnh rồi. Nước bình thường mình giữa nó không hết mùi mà coi như nước ấm ấm như sao như hình dạng chỗ trò của Khả Thanh đó mọi người. Chỗ đó ăn ngon, nấu nước cũng ngon. Sao cái đi làm bên bên nhiệt kinh lắm nè, bên bóng đèn led lắm nè, mấy cái đèn sân khấu mà chiếu chớp 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 lắm nè, như lên mấy cái màn hình lắm nè, có ca sĩ hát hay sao có màn hình chiếu chiếu á, là bên đó lắm nè. Có sao cái đi về Vũng Tàu mà. Có ghé ăn qua thịt luôn rồi. Mà tại lúc đó sáng sớm làm ổi mì luôn rồi. Ổi mì chay cá rồi. Ăn ngon luôn uống hơi luôn rồi. Cây là đó ăn rồi. Cho nên cảm giác không có đánh giá được nó ngon hay dở rồi. Tại nó nóc rồi. Là đó chủ yếu ăn ăn bò, ăn thịt, ăn kem rồi. Nông quán gia nó ngon dở luôn rồi. Tại thức sớm luôn rồi. Là đó là 9-10 giờ. Thức sớm lúc 5-6 giờ thì em nhớ luôn. Tại vì thói quen mà. Tỉnh ngủ cũng phải đi ăn sáng, uống phê, người làm buổi sáng. Nói về chứ ăn sáng có thời ấy chứ có kiếm quán cà phê đầu tiên không à, đi dòm dòm giáo giác thôi, có quán cà phê lát là ghé không à, kiếm đồ ăn sáng là uống kê. Cũng như thói quen mà làm cà phê tỉnh ngủ mà. Cũng dễ ở chỗ này cũng được, tại đó sinh viên mà câu phòng ngủ nằm sắp lớp chạy chiếu ngủ mà
cho nên giờ mà đi ở chợ ngủ giường nệm này kia coi như là ấy, chờ đó ngủ chiếu nó cắn vô lưng xương hai mà xương xương á, nó ngủ nó cắn gạch luôn rồi bao đau luôn. Cho nên dưới lại cũng ngủ bờ ngủ bụi ngủ lề đường luôn. Cái đầu tiên là phải có cái áo khoác giữ cho nó ấm rồi. Bình thường trên thời tiết Sài Gòn như kia nó nóng luôn rồi, nhưng mà tối xuống sương xuống luôn rồi, không có mền không có này che che luôn rồi, nó lạnh luôn rồi, cho nên phải có cái áo khoác mà cái gì cả. Lạnh quá thì mua cái áo mưa luôn, áo mưa ni lông á mặc, nhưng mà cái loại đó nó nóng dữ lắm luôn, nhiều khi ta chịu nổi. Số áo khoác thì đỡ hả, bởi vì cái gì cũng vậy mọi người, gọi là trải nghiệm á, trải nghiệm thì có kinh nghiệm mọi người biết mọi người dư mũi mọi người. Mỗi bài vô về lỗ tai nhưng mà nếu mà mệt quá mọi người em nằm xuống ngủ không nháy mà, chứ còn mà tập ngủ nó kia thì nó cảm giác ổn mà. Rồi nó đi lễ mà lễ này kia đi ấy này kia nhiều cái đông quá không có cái phòng trọ ngủ mà coi chỗ nào trống trống á, chạy chiếu chạy đòn này kia ngủ mà. Đối với tôi thì cảm giác tôi không mấy nè, không phải là khó chịu thiếu thốn mà. Cũng có trải qua giờ ngủ giòn mà, cho nên cảm giác thấy nó cũng bình thường mà. Còn nếu có phòng ngủ thì đương nhiên tốt hơn không có sao. Phải là trẻ có mấy người ta đem đồ gọn gọn theo mọi người, nhờ có mấy đồ ship gọn giải mọi người đó, thì thêm mấy cái áo mưa chải cho sạch sạch rồi, mấy cái màn gọn là xong rồi, gói không có gói lại cái áo khoác này kề đầu ngủ. Cho nên thấy người ta nằm nhiều khi nằm sắp lớp nhưng thấy cũng mấy người. Tại đó mình cũng trải qua rồi mà. Cho nên thấy cũng bình thường, không có gì. Chỉ có sợ trời lạnh, trời mưa gió mà không ai ấy thôi. Chứ nếu mà thời tiết bình thường thì cũng rồi. Về bầu đắng luôn rồi. Cho nên mấy cái đó thì thường tối thì nó sẽ lạnh rồi, cho nên phải ăn được nóng rồi, cạnh shop mới có nước ấm ấm rồi, uống do vậy ấy thôi. Nhiều khi nó bị lạnh rồi. Còn ai mà uống uống lạnh quen thì nó không mấy rồi. Như là thời tiết ở đây thì chủ yếu là đa số là nóng rồi, chứ ít khi nào nó lạnh, như là ngủ đông người luôn rồi, nhiệt độ nó cũng tăng cũng nóng chứ không mấy. Phở ngon luôn rồi, ngon.
như cái bánh phở mà như nước đó, nó có hậu chua chua rồi cho nên không có nặng chanh luôn, để tương nó sạch tới em chan vô đủ rồi. Bò nó ăn mềm luôn rồi, dai cái nào như gan nào ăn cũng ngon luôn rồi, phở cũng ngon, nước cũng ngon, mà ra giòn giòn rồi có ngon không thôi với cái gì giá giòn. Cái thường mọi người thấy ở ngoài miền Bắc không người ta ăn á, ta sạch tương chung vô luôn rồi. Mà tôi không người. Kiểu sạch vô sợ cái nước người ta nấu nó đổi vị luôn rồi, cho nên ít khi nào tôi ăn lắm, mà để riêng da chén chan vô vậy ăn vậy chứ không có sạch vô mọi người. Bây giờ đó đi ăn phở ăn chỗ tiệm kiếm mấy cái chén mà để sạch tương kiếm hoài không có mọi người, sao mới thấy người ta để chung vô mọi người. Tại vì ăn nhiều khi cái nước dùng nó bị đổi mà nó không còn cái giống như kiểu người ta nấu mà không biết cái vị người ta nấu sao mà. Nó khi nào tôi ấy nước ngon rồi cái phở bò ngọt ngon mà làm như ở đây làm cái bánh bánh phở bánh hủ tiếu này kêu mà bánh canh đó. Nó hay có hậu chua không mà không biết sao không nhưng mà có chỗ người ta làm hủ tiếu cái hậu nó không có gì chua mà. Không biết là do bánh hay do cách người ta nấu mà. Tại vì nhiều khi do lên men rồi mấy cái bánh nó bọt lên men rồi nó nấu cho nó ra cái vị chua mà. Đó chắc là trộn lắm rồi, trộn trộn sơ nó nóng ấm ấm vậy. Sợ mấy ấm vậy. Nói chung là ngon mọi người, phở ngon. Chào tạm biệt mọi người nhé, chúc mọi người có một buổi sáng thật là ngon miệng và có một đêm thật là vui vẻ, và có một ngày thật là vui vẻ. Bye mọi người.